Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 33 bị can, trong đó có Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Thanh Tuấn, trong vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, mua bán trái phép vật liệu nổ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, mua bán trái phép hóa đơn, lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ, xảy ra tại mỏ than Minh Tiến, tỉnh Thái Nguyên. Cùng bị truy tố với ông Tuấn còn có nhiều bị can là nguyên lãnh đạo cán bộ của tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể, trong số các bị can bị truy tố còn có Nguyễn Thế Giang, sinh năm 1974, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên, Lại Trung Hiếu, sinh năm 1975, phó trưởng phòng khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Ngô Quyết, sinh năm 1974, nguyên giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1960, nguyên trưởng phòng kỹ thuật an toàn môi trường Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên. Cáo trạng xác định, bị can Châu Thị Mỹ Linh, tổng giám đốc công ty Yên Phước, là người chủ mưu thực hiện các hành vi. Cụ thể thì bị can Mỹ Linh đã chỉ đạo Ngụy Quang Thuyên, trợ lý tổng giám đốc, khai thác thỏa thuận thống nhất ký hợp đồng dịch vụ chuyển nhượng trái pháp luật để công ty Đông Bắc Hải Dương khai thác trái phép than tại mỏ than Minh Tiến với tổng khối lượng hơn 3 triệu tấn than và khoáng sản đi kèm, gấp 23,4 lần tổng sản lượng được cấp phép của thời hạn 18 năm. Theo cáo trạng, giá trị khoáng sản khai thác trái phép đã thanh toán giữa công ty Đông Bắc Hải Dương và công ty Yên Phước, tổng số hơn 1 triệu tấn than, hơn 419 mét khối khoáng sản đi kèm là hơn 145 tỷ đồng và giá trị là 1,5 triệu tấn than khai thác trái phép bị thu giữ, thu lợi bất chính hơn 213 tỷ đồng. Về vai trò của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên Nguyễn Thanh Tuấn, cáo trạng cho rằng Nguyễn Thanh Tuấn có vai trò trách nhiệm là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường. Với vai trò là Giám đốc Sở, Nguyễn Thanh Tuấn không chỉ đạo các bộ phận chức năng tăng cường thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực khoáng sản tại công ty Yên Phước, nên không phát hiện được công ty Yên Phước khai thác than không đúng với sản lượng ghi trên giấy phép, cáo trạng nêu. Đối với vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phân công Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.